Thân mến, chào mừng bạn đến với kênh youtube Chuyện Làng Quê. Thưa các bạn, trong chương trình trước, Hồng Lan đã giới thiệu đến các bạn 6 phần đầu của bộ truyện dài Những đôi cánh thiên thần của tác giả Anthony Phoenix. Trong 6 phần đầu, chủ yếu là giới thiệu về các nhân vật và cuộc sống của các nhân vật trong thời kỳ còn đang đi du học tại Nga. Trong đó, Nhân vật chính là Tài. Mời các bạn cùng theo dõi tiếp những diễn biến của câu chuyện trong những phần tiếp theo. Phần 7: Ra trận. Tài đang ngồi trên máy simulator tập lái, một thiết bị cung cấp cái nhìn chính xác về buồng lái của một loại máy bay cụ thể thì có hai người phi công đến tìm. Tài nhận ra ngay một người là anh bạn thân Igor Ivanovich, còn người thứ hai thì hoàn toàn xa lạ. Tài được mời vào một căn phòng nhỏ, người lạ mặt đặt vấn đề khá thẳng thắn. Chúng tôi cần anh làm một công việc nhưng yêu cầu tuyệt đối bí mật. Anh có thể nhận hoặc từ chối nhưng không thể nói về cuộc gặp gỡ giữa chúng ta với bất cứ một ai. Nghiêm trọng quá anh làm tôi sợ rồi. Nhưng là việc gì? Đơn giản, chúng tôi nhờ anh đi phiên dịch. Tôi có thể nhận công việc đó. Đi phiên dịch ở nơi đang có chiến tranh, Việt Nam. Ở Việt Nam? Thời gian nhiều nhất là một tháng. Các anh có thể nhờ những người phiên dịch tại chỗ. Ở Việt Nam có rất nhiều người biết tiếng Nga. Chúng tôi cần người am hiểu về máy bay, biết lái máy bay thì càng tốt. Tôi bay chưa giỏi. Anh sẽ được đào tạo gấp. Tài luôn mơ ước được lái các loại máy bay tốc độ cao. Nhưng ngay cả MiG-21, Tài cũng chỉ lái trên simulator thôi. Dịp may hiếm có đã đến, nên Tài đồng ý ngay. Nhưng theo quy định của sứ quán, thì việc này phải báo cáo. Người lạ mặt nói, anh sẽ bay cùng một phi công Nga, nhiệm vụ của anh không phải là đánh nhau mà chỉ là quan sát, ghi hình thật kỹ lưỡng. Đương nhiên, các anh bay ở những vùng có chiến sự. Bay bằng loại máy bay gì? Một máy bay có tốc độ rất lớn. Máy bay có thể đạt độ cao 25 km hoặc cao hơn nữa. Tốc độ thiết kế khoảng 3,5 mác. Các thông số có vẻ giống U2 của Mỹ. Đúng vậy. Cái khác ở chỗ U2 là máy bay trinh sát, còn đây là một máy bay tiêm kích. Tôi đồng ý tham gia, nhưng phải đợi ý kiến của sứ quán chúng tôi đã. Chúng tôi sẽ trả lương anh rất cao, sẽ đảm bảo về y tế cho anh ở mức cao nhất, nhưng không có bảo hiểm trong trường hợp anh hy sinh. Tôi không sợ chết, mà chết trên bầu trời quê hương vì quê hương thì cũng là một sự đóng góp chúng tôi cần những thước phim thực chiến để hoàn chỉnh máy bay concept này. cụ thể hơn, tổ bay hai người anh phải chịu sự chỉ đạo của Igor. chúng tôi sẽ làm việc với sứ quán. từ khi được sự đồng ý của phía Việt Nam, anh sẽ không liên lạc với bất cứ ai cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. rõ rồi, cùng một tim với Igor, tôi đồng ý ngay. mấy ngày sau, tài cùng người sĩ quan nga gặp Ngài Đại sứ. Ngài Đại sứ cùng động viên Tài đi làm nhiệm vụ tại chiến trường Việt Nam và chúc Tài may mắn trở về. Tài được luyện bay cùng Igor nhiều ngày và cuối cùng cũng được lái chiếc mic concept mấy tiếng đồng hồ. Tài và Igor học cách tồn tại một mình trong rừng nhiệt đới, học một số câu nói đơn giản bằng tiếng Lào. Sau hai tuần tập luyện, Tài đã hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo kết quả tốt. Tổ chức nhà trường thông báo công khai là Tài sẽ đi nghỉ chữa bệnh ở Siberia một thời gian dài. Trong khi đó, Tài mang giấy tờ là quân nhân Liên Xô cùng Igor bay ngay lập tức đến Bắc Kinh rồi về Việt Nam. Thời gian trước khi đi làm công tác tuyên truyền, Tài cũng đã tích góp được một số tiền tương đối. Điện thẻ, Tài rủ Igor cùng đi cửa hàng mua sắm một số đồ để mang về nước làm quà như những chiếc quạt tai voi, bàn là, áo bay. Igor gò hỏi đùa, nhà bạn phải có đến 20 người hay sao mà mua nhiều thế? Mấy thứ này có khi mua được hai căn hộ đấy. Hai căn nhà lá ở quê phải không bạn? Ở ngay Hà Nội. Thế là hai sĩ quan Liên Xô đã được đưa về tới Hà Nội. Một chiếc xe UAZ với một người lái xe đã đưa họ đi theo mệnh lệnh của Igor. Igor đồng ý cho xe chở đồ đạc tài mua về nhà tài với điều kiện không được tiết lộ một lời về nhiệm vụ được giao. Xe dừng trước một ngôi nhà cũ trên con phố nhỏ. Tài và Igor trong bộ quân phục nhà binh bước vào nhà trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người ông Cảnh không có nhà. Tài ôm lấy mẹ mà nói. Mẹ, thế con trai của mẹ có cao không? Tài, con đi Nga có mấy năm mà sao con to cao đến vậy? Không kém chú Tây này là bao. Đây là Igor, bạn con. Cháu chào bác, bác có khỏe không? Igor nói tương đối trôi chảy bằng tiếng Việt Nam. Igor bắt tay bà Tư cùng mấy đứa em của Tài tài sai mấy đứa em giao khuân hai thùng hàng vào hai thùng hàng khá nặng được giao lại cho bà tư tài nói con phải đi ngay bây giờ toàn bộ số hàng này mẹ bán dần lấy tiền mà tiêu mẹ nhé mẹ không được để bố bán vì bố sẽ đánh bạc thì bao nhiêu cho đủ con ở nước ngoài mà cũng biết ông ấy đánh bạc à vâng con chào mẹ chào các em nhé con phải đi ngay ạ à con đi đâu bao giờ con về con ra chiến trường nếu con may mắn sống sót thì con sẽ trở về bà tư bật khóc thành tiếng sao con lại ra trận con đang học đại học ở nước ngoài cơ mà đất nước có chiến tranh là thanh niên còn phải ra trận là bình thường mẹ ạ à. chiếc xe uaz nổ máy bà tư vẫn không chịu rời tay con trai Tài gỡ nhẹ tay mẹ, chiếc xe từ tử, tử lăn bánh. Tài nói với theo, mẹ cứ yên tâm, chúng con sẽ sống trở về. Chiếc xe UAZ lái một vòng qua bờ hồ. Tài muốn giới thiệu với Igor một chút về Hà Nội. Đang mải mê ngắm cảnh hồ nước, tháp rùa, thì chợt còi báo động vang lên. Tiếng còi rú lên liên hồi, ngay lập tức tài nhìn thấy máy bay Mỹ quần thảo trên đầu. Còn Igor cũng nhảy lên trên khu hầm trú ẩn. Tài và Igor cùng rút ống nhòm ra quan sát máy bay. Bỗng có tiếng quát lớn. Xuống hầm trú ẩn ngay! Hai anh kia xuống ngay! Tài và Igor không quan tâm. Cứ tiếp tục quan sát máy bay. Có tiếng loạch xoạch như tiếng đạn cùng tiếng quát. Xuống ngay! Không tôi bắn! Thế là Tài và Igor Go bắt buộc phải xuống hầm trú ẩn. Đến lượt cô tự vệ, rất ngạc nhiên nhìn hai sĩ quan nước ngoài trong bộ quân phục bay mùa hè đầu đội ngũ Cano. Cô đang không biết xử lý ra làm sao, thì bất chợt bị Tài nhức bộc cô lên. Tài nói, cô Thi, em chào cô ạ, à. cô không nhận ra em à, em là Tài, học sinh lớp 10C ạ. À. Cô Thi đang ngỡ ngàng thì thấy Tài giới thiệu cho Igor đây là cô giáo. Igor đỡ cô giáo từ tay Tài. Cô Thi vừa ngạc nhiên vừa sợ. Cô quát, bỏ tôi xuống ngay. Cô trò nhận ra nhau. Chỉ khác trước đây là Tài bây giờ cao hơn cô đến hai cái đầu. Tại sao cô không đi dạy học mà lại đi làm tự vệ? Cô vẫn đi dạy học và vẫn làm tự vệ đất nước có chiến tranh mà em. Cô tưởng em đang du học nước ngoài cơ mà. Đúng cô ạ, nhưng chúng em về nước để ra trận. Bao giờ em ra trận? Ngay bây giờ cô ạ. Các em đi làm gì? Xin lỗi cô, chúng em không biết người ta điều động đi đâu, làm gì. Cô hiểu rồi, bí mật quân sự. Nhưng cô đoán được rồi nhà cô ở ngay phố hàng trống nếu có điều kiện mời các em vào chơi vâng ạ à, chúng em chào cô chiếc xe UAZ nổ máy lao nhanh về phía lăng bác hai người lính nga đã được đưa về địa điểm tập kết ông cảnh về quê được biết tài về qua nhà mà không báo trước không đợi ông về và nhất là không để ông quản lý đống hàng thì nổi giận đùng đùng. Cái thằng Tài ngu dốt bất hiếu. Sao nó không đợi tôi? Bà Tư, sao bà không giữ con bà lại? Tôi làm sao mà giữ được con nó ra chiến trường, đi đánh nhau, sống chết không biết thế nào. Sao ông còn cáu gắt con như vậy? Tại sao lại ra trận? Nó đã hỏi ý kiến tôi chưa? Đất nước lâm nguy, thất phu hữu dụng. Con trai mình ra trận là mình phải tự hào Sao ông nói vậy Đang ở nước ngoài học đại học Chắc không học được thành Phải về nước xin đi ra trận Cái thằng vừa ngu vượt rốt Đi học chiếm chỗ của các em Bây giờ lại phá bĩnh Không học xong đại học Thôi ông không nói nữa Hãy cầu mong cho con tài an toàn trở về Hôm sau Chiếc máy bay Mic concept cũng đã được đưa về Việt Nam. Tài cùng Igor được đưa đến một sân bay quân sự nhỏ khá xa Hà Nội. Cả hai đều háo hức được bay lên rất cao để quan sát những trận không chiến. Phần 8 Chuyện trên trời Mid Concept là một loại máy bay có hai động cơ camo, một bánh lái đuôi, hai cánh phụ tốc độ thiết kế cho loại một chỗ ngồi là 3,2 mát, cho loại hai chỗ ngồi là 2,85 mát. Dưới cánh treo 4 tên lửa không đối không, trong khoang có súng máy. Máy bay được trang bị radar màng mỏng, máy gây nhiễu, máy tạo ion cộng như tiền thân của thàng hình chủ động. Hàng ngày, Igor điều khiển máy bay, còn Tài ngồi ghế sau, chỗ ngồi dành cho hoa tiêu và chỉ huy. Tùy ngồi như vậy, nhưng chỉ huy vẫn là Igor. Máy bay Mic Concept có lẽ thích hợp là loại máy bay trinh thám vì các tham số của nó không khác mấy máy bay U-2 Dragon Lady. Tài và Igor được mặc quần áo và đội mũ chống giảm áp. Máy bay cất cánh nhanh chóng đến độ cao khoảng 15.000m thì máy bay vứt bỏ thùng dầu phụ rồi lao gần như theo phương thẳng đứng lên không gian. Máy bay đạt độ cao ổn định khoảng 40.000 m thì bắt đầu bay ngang. Nhận được tin từ radar dưới mặt đất, Igor lái máy bay về vùng chiến sự. Igor và Tài quan sát những chiếc máy bay F4E và F4H bay theo hộ tống những chiếc máy bay cường kích và máy bay ném bom đang đánh phá các mục tiêu dưới mặt đất. Igor nhìn kìa, 10 giờ 30. Tất cả có 4 chiếc MiG-17 12 chiếc máy bay F4 đang quần thảo top gan với 4 chiếc MiG 17. Chúng toàn sử dụng súng máy, không có tên lửa bắn ra. Máy bay F4 bay nhanh hơn MiG 17 nhiều, nhưng máy bay MiG 17 lại cơ động và linh hoạt hơn. Trận chiến trên không kéo dài khoảng 15 phút. 15 giờ 20, máy bay F4 bị cháy. 17 giờ 10, phi công nhảy dù. Sau đó chiếc máy bay MiG-17 nhanh chóng bỏ đi đủ xa thì đến 4 năm quả tên lửa không đối không của Mỹ bắn theo. Một chiếc MiG-17 trúng đạn, phi công nhảy dù. Nhiệm vụ của Tài và Igor là quan sát, không được tham chiến. Nhiều khi nhìn thấy mấy chiếc máy bay bám đuôi nhau, Igor nói. Nếu chúng ta được tham chiến thì ít nhất với 4 tên lửa và khẩu súng máy này, chúng ta cũng phải hạ được vài chiếc máy bay F4. Máy bay của chúng ta nhanh gấp rưỡi máy bay F4, ngoài ra chúng ta có thể bay gần theo phương thẳng đứng. Cái lợi thế của phía Mỹ là chúng đông quá. Đừng có giả định nữa ông bạn ơi, ta còn nhiệm vụ bây giờ là bay xa khỏi vùng chiến sự và hạ cánh an toàn. Ok. Ngày đầu tiên như vậy là hoàn thành nhiệm vụ, máy bay đã hạ cánh an toàn. Igor và Tài bàn luận với nhau nhiều về các cuộc không chiến. Igor thiên về các loại máy bay tốc độ lớn, radar phát hiện đối phương từ xa, còn tài thì thích cận chiến. Igor nói, máy bay mít concept này cải tiến hoàn thiện thì sẽ làm vua bầu trời. Phương án bạn nghĩ chỉ thích hợp với đất nước Liên Xô thôi. Các bạn có một không gian bầu trời rộng lớn mênh mông. Các bạn cần những loại máy bay tốc độ 3 mát hoặc hơn nữa nhưng thân và cánh của những loại máy bay có thiết kế trên rất tốn kém. Mình phải nhanh hơn, nhìn xa hơn thì mới thắng được. Tớ nghĩ Việt Nam là một nước nghèo, diện tích không lớn, chỉ cần những loại máy bay có tốc độ khoảng 2 mác thôi, nhưng phải cơ động và linh hoạt tầm nhìn rộng hơn. MiG-21 cũng đạt tới tốc độ 2 mác, MiG-21 Bizon còn có thể đạt đến 2,4 mác. MiG-21 tốc độ thì được, nhưng yêu cầu còn lại thì không ổn lắm. Thế MiG-23 cánh cục cánh xòe có được không? Nói chung, những máy bay này so với máy bay F-14 tôm cát hoặc máy bay 15 ing có lẽ nó là những máy bay khác thế hệ. Bạn lại khen máy bay địch quá rồi. Thực ra nước lên xô chúng tôi đã cho ra những loại máy bay tương đương hoặc còn nhìn hơn F-14, F-15 một chút. Bạn định nói về MiG-25 và MiG-31 chứ gì? Đúng vậy, nhưng các máy bay này chưa hề xuất hiện ở đâu ngoài Liên Xô cả. Có một phi đội MiG-25 đã tham gia trong cuộc chiến tranh 7 ngày ở Trung Cận Đông rồi. Tớ có đọc một phi công Ai Cập bay MiG-25 với vận tốc lớn hơn vận tốc thiết kế, bay đến 3,3 mát cái thằng Ai Cập chết tiệt. Nó sợ chết nên đã đạp hết ga làm phá hỏng cả máy bay rồi. Một tuần liên tục vẫn không có gì thay đổi. Igor và Tài đã ghi lại được nhiều thước phim giá trị về những trận không chiến mà chủ yếu là máy bay MiG-17 và MiG-21 của ta với máy bay F-4 của Mỹ. Đúng chuyến bay cuối cùng thì lại gặp sự cố. Khi đồng hồ báo xăng dầu, kim đã chỉ đến gần vạch báo phải hạ cánh rồi. Tài dụng Igor quay về cho an toàn, nhưng Igor cố nán lại một chút rồi mới quyết định hạ cánh. Máy bay vừa giảm độ cao thì hàng loạt tên lửa không đối không của Mỹ bắn theo tới tấp. Igor giật cần lái bay vút lên cao, tránh được hết đường bay của hàng loạt tên lửa. Nhìn vào chỉ số xăng đã gần hết, tài lo lắng nhưng Igor là một phi công cử khôi. Cuối cùng, máy bay được hạ cánh an toàn khi gần như không còn một chút xăng nào. Hai phi công Igor và Tài đã hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc nhất. Phần 9. Một ngày ở Hà Nội Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trên những chuyến bay quan sát bầu trời Việt Nam Tài và Igor phải gấp rút trở về Nga. Họ sẽ đi bằng ô tô đến Nam Ninh, Trung Quốc, rồi từ đó sẽ bay máy bay về Nga. Tài và anh bạn Igor chỉ có đúng một ngày, một đêm ở Hà Nội. Sáng sớm mai sẽ có ô tô đón. Igor muốn tham quan một số xanh lam thắng cảnh ở Hà Nội. Còn Tài thì muốn về qua nhà, rồi về quê thắp hương cho ông bà nội ngoại họ chọn phương án đi chung vì chỉ có một chiếc ô tô uaz phục vụ mới lại không có tài làm phiên dịch thì igor cũng không tham quan được là bao nhiêu trước tiên tài nhờ lái xe đưa đến một quán phở bò thật ngon người nước ngoài ai cũng thích ăn phở và igor cũng không ngoại lệ bát phở họ đặt là bát phở tái chín đặc biệt cảm tưởng của igor sau khi ăn phở là rất ngon. Nhưng cứ như là phải đi đánh bắt cá trong một hồ nước vậy. Gắp được thịt cho lên thìa cùng bánh phở nhúng xuống bát, cho có một chút nước rồi mới đưa lên miệng ăn. Ăn phở nhanh cả là một nghệ thuật. Vừa ăn xong, lại có bà bán hàng bên mời ăn trứng vịt lộn với gừng và rau xăm. Tài từ chối, nhưng Igor nhất định đòi thử ăn hai quả. Khi đập quả trứng ra, Igor mặt xanh nanh vàng hét lớn. Quả trứng này bị hỏng rồi Tài ơi! Không hỏng một chút nào cả, chỉ có cậu không biết mà thôi. Chẳng hỏng thì gì đây? Hình như họ lấy nhầm trứng từ lọ ấp ra hay sao ấy? Không lấy từ lọ ấp ra thì còn lấy từ đâu ra? Ông bạn có ngớ ngẩn không đấy? tớ không hiểu tại sao lại ăn một con vịt bé tí tẹo đầy lông lá thế này người ta ăn tất cả những gì ở trong quả trứng mà không sợ mất vệ sinh tớ hiểu rồi đây là người ta cố tình tạo ra những quả trứng trong tình trạng như vậy thế bây giờ làm thế nào sợ thì bỏ đi còn dũng cảm thì ăn thử một quả còn quả thứ hai trả lại khi thanh toán là cả một vấn đề. Họ không có tiền Việt Nam. May quá, anh lái xe mang lại cho hai chiếc phong bì mà người chỉ huy sân bay gửi đưa cho Tài và Igor khá nhiều tiền. Ăn sáng xong, họ đi về nhà Tài. Ông cảnh đã đi làm, còn các em Tài đã đi học hết. Chỉ có bà Tư mới mở cửa hàng bán đồ khô. Bà Tư mừng lắm được con trai đã bình yên trở về. Tài có một yêu cầu là nhờ mẹ đưa Tài và Igor về thăm quê một hai tiếng. Bà Từ nhanh chóng đóng cửa hàng rồi lên xe ô tô đi luôn. Đến chợ ổ cách, bà yêu cầu dừng xe để bà còn mua đồ thắp hương. Igor lần đầu tiên được đi chợ nhà quê ở Việt Nam nên rất hứng thú vui vẻ. Nhiều loại hoa quả mà Igor chưa nhìn thấy bao giờ. Cái quả gì mà to thế hạ tai? Phải độ 15 cân mà lại toàn gai. Quả bánh mì. Quả bánh mì. Không có một chút nào giống bánh mì cả. Tớ thấy nó giống quả duran, tức quả sầu riêng. Đúng đấy, đây là quả mít. Bà Tư mua mấy thứ hoa quả và thức ăn mang theo xe vừa tới đầu cầu đuống thì nghe tiếng còi báo động. Chỉ một loáng đã thấy máy bay Mỹ nhào xuống, ném bom và phòng không Việt Nam bắn như vãi đạn. Khoảng 10 phút sau thì còi báo yên vang lên. Cầu đuống vẫn còn nguyên. Tất cả lại vội vã lên xe UAZ đi thẳng về làng trình. Đến trước cửa nhà thờ họ Phan thì dừng lại bốn ngôi nhà chung nhau một cái sân được xếp theo hình chữ điền. Trên tường, trên cột đều thấy rất nhiều hoành phi câu đối. Y gò ngạc nhiên hỏi, Tài ơi, đây là di tích lịch sử gì đây? Đây không phải là di tích lịch sử, đây là nhà thờ của một dòng họ. Bà Tư dọn bàn thờ, bày biện hoa quả. Tài đứng khấn xin các cụ phù hộ độ trì cho mình và những người thân ruột thịt trong gia đình. Igor cũng xin được đứng khấn. Xong việc, Tài cùng Igor đi bộ ngó nghiêng xóm làng trên con đường đến nhà thờ họ ngoại của Tài. Làng Trình là một làng cổ kinh Bắc rất đẹp. Tất cả các con đường của làng đều xếp gạch đỏ. Hàng mấy trăm năm, con đường làng này ngày càng dài hơn, đẹp hơn. Igor thích nhất là hàng rào ngăn giữa hai gia đình, được trồng bằng những bụi cây dâm bụt, hoa đỏ thắm. Nhiều chỗ hàng rào là khóm cây cúc tần với những sợi tơ hồng rực rỡ. Nằm con đường dẫn vào làng, này vẫn còn bốn cái cổng mái cong được xây dựng từ thời hậu lê. Xung quanh làng được bao bọc bằng những lũy tre xanh tươi tốt. Có rất nhiều ao hồ, mương, hào, Igor đưa ra nhận định. Làng xóm ở đây như những pháo đài, không khác gì các khu định cư của những bộ lạc Slavơ cổ đại như Rus, Lech, Séc. Đi đến xóm hầu, Tài dẫn Igor vào thắp hương trong nhà thờ họ ngoại. Igor ngạc nhiên khi thấy một cái án hương rất cũ kỹ mà mọi người rất trân trọng. Hóa ra đây là án hương được vua ban. Trong nhà thờ còn nhiều đồ mà vua ban, có cả cây hoa trà kép rất thơm, được vua Càn Long thời nhà Thanh ban tặng. Bà Tư ở nhà đã kịp làm món nem rán Sài Gòn đãi khách nước ngoài. Sau đó, xe quay ra Hà Nội, đưa Tài và Igor đi qua ngắm cảnh Hồ Tây, vào tham quan Văn Miếu, chùa Một Cột rồi vòng về Hồ Gươm vừa về đến nhà, ông Cảnh đã mắng Tài luôn. Tại sao anh về Việt Nam 2 tuần mà bây giờ mới bác mặt gặp tôi? Chúng con có công việc không thể làm khác được. Tôi cho anh đi học nước ngoài, bây giờ anh mò về nước làm gì? Chúng con có nhiệm vụ phải làm để đánh Mỹ hiệu quả hơn. Anh đã chiếm cả suất đi học nước ngoài của mấy đứa em, thế mà không lo học hành cho giỏi, mà lại theo mấy thằng Tây để làm gì? ai cho anh đi bộ đội đất nước có chiến tranh con ra trận cũng là được cống hiến bố ạ à. ngu mê muội thì mới đâm đầu vào cái chết đất nước có chiến tranh thất phu hữu dụng bố ạ à. thôi tôi không nói chuyện chính trị với anh còn chuyện này nữa anh có coi tôi là bố anh không sao bố lại hỏi như vậy bố là trụ cột gia đình cơ mà thế tại sao anh không giao đống hàng cho tôi mà lại giao cho mẹ anh quản lý. Bố thông cảm, bố làm lương cao nhưng không đưa cho mẹ thì mẹ lấy tiền đâu mà nuôi các em. Còn mấy cái xe đạp mang từ Tân Đảo về, bố bán hết rồi còn gì? Tôi là chủ gia đình, tất cả các đồ đạc trong nhà tôi phải quản lý cả. Bố thông cảm không được ạ. À, nếu bố cứ ép mãi, con đành phải nói hết vậy. Tại bố hay đánh bạc, con không giao cho bố được. Thằng này láo, mày biến đi ngay. Mày quá, chúng con cũng không có nhiều thời gian ở lại lâu. Chúng con chào bố mẹ, chào cả nhà, chúng con phải đi ngay bây giờ. Bà Tư chạy theo ra. Cơm chín rồi, ở lại ăn xong hãy đi con. Cho nó cút ngay đi, cái thằng ngu muội bất hiếu thì giữ lại làm gì? Ông chỉ được cái hay nói bậy nói bạ. Còn nó là đứa giỏi giang nhất nhà, ông ghét nó vì nó không cho ông quản đống hàng chứ gì. Tài ôm mẹ rồi vội vàng lên xe đi luôn. Chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nên Tài và Igor tranh thủ đi ăn tối rồi dạo quanh phố cổ một lúc. Họ cũng chỉ đi dạo bờ hồ, hàng ngang, hàng đào, hàng đường đến chợ Đồng Xuân là hết một ngày ở Hà Nội thật vất vả, nhưng cũng thật thú vị đối với Igor. Sáng sớm mai, họ đã phải lên đường từ lúc chưa rõ mặt người rồi. Nhớ lắm, Hà Nội ơi! Hẹn ngày gặp lại nhé! Phần 10. Một chuyến đi bất vả Mới 5 giờ sáng, chiếc uaz đã đến trước cửa nhà chờ đón tài và igor rồi igor còn đang ngái ngủ lại đói bụng nên nhất định đòi tài ơi phiên dịch cho tớ nói với người đưa đường là tớ phải ăn xong một bát phở bò ngon nhất hà nội rồi mới đi được tớ cũng thế mới lại ta còn nhiều tiền việt nam quá phải tiêu chứ các anh yên trí còn đủ thời gian cho các anh ăn sáng và mua sắm nữa người đưa đường trả lời hà nội ngoài phở còn có gì ăn sáng được không có món người trung quốc là hủ tiếu sủi cạo ngoài ra còn xôi cháo món ăn trung quốc thì không ăn vì mai ta đã ở bên đó rồi mai sẽ ăn hủ tiếu ở bên đó còn cháo là cái gì súp gạo thôi ta ăn phở vậy Cả bốn người, gồm tài Igor người dẫn đường và người lái xe đều nhất trí đi ăn phở bò sốt vang, tái chín, tái gầu. Ăn xong, họ còn được uống một loại cà phê rất thơm nhưng đắng. Người lái xe muốn đi qua cầu Long Biên thật nhanh, vì dạo này cầu hay bị máy bay Mỹ ném bom. Xe vừa lên cầu thì báo động, cầu rung mạnh, tiếng bom tiếng đạn pháo cao xạ gào thét vang trời cầu chúng bom các xe phải chạy giật lùi về phía hai đầu cầu nhịp cầu không gãy nhưng chắc cũng phải mất vài tiếng công binh mới sửa chữa xong xe quay về đỗ trên phố hàng vui để đợi thông cầu Igor và tài được dịp đi mua sắm tiêu cho hết số tiền Việt Nam tài và Igor lượn trên phố hàng đào Igor mua kimono cho người yêu là Ira ở Novosibirsk. Khi đến cửa hàng bán áo dài, Igor muốn mua một bộ áo dài thì có vấn đề là không biết số đo, khó mua lắm vì người Việt Nam toàn bé nhỏ, không biết lấy ai làm người mẫu bây giờ. Thế Ira của cậu có số đo như thế nào? Làm sao mà tớ biết được? Đã ôm người yêu rồi thì phải biết chứ. Tớ có phải là thước đo đâu. Thế người yêu cậu cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu? Cao 1m75, nặng 75kg. Khó kiếm được cô gái Việt Nam cao to như vậy lắm. Nhưng thôi, tớ làm mẫu thay cho người yêu cậu vậy. Tớ cao 1m78, nặng cũng đúng 75kg. Cô bán hàng rất nhiệt tình đã đem hết trong kho ra những chiếc áo dài kích cỡ to nhất. Cuối cùng, Igor mua tận 6 chiếc áo dài, bởi chiếc nào Igor cũng thấy đẹp. Đến gần tối, xe ô tô mới qua được cầu Long Biên. Chạy tới cầu Đuống thì trời đã tối hẳn. Người dẫn đường quyết định tìm thuê chỗ ngủ, ngày mai đi tiếp. Tài đưa ra phương án về quê mình, cách cầu Đuống không xa ngủ lại nhà đến sáng mai đi tiếp mọi người đều nhất trí về làng trình ăn tối và ngủ lại đêm về đến cổng nghè tài xuống đi tìm nhà họ hàng mượn chìa khóa ông bà có mừng lắm được gặp cậu cháu yêu quý từ nước ngoài về ông bà mang ngay chùm chìa khóa sang mở cửa nhà và giúp dọn chỗ ngủ trong nhà tiền tế cho bốn người tài sang nhà chú Lộc nhờ kiếm hộ thức ăn buổi tối. Chú có kiếm đâu cho bọn cháu đồ ăn tối không ạ? À? Quê mình không có gì bán vào buổi tối cả đâu. Cháu à, bây giờ muốn ăn phải xuống tận cầu đuống cơ. Ban đêm cũng không ai vào chuồng gà mà bắt gà bán cho bọn cháu đâu chú nhỉ? Bắt gà đêm thì được, nhưng những con khác thấy động bày ra thì mất hết. Dạo này chú còn bắt rắn không? Thịt rắn ngon lắm chú à? Hay cô chú nấu xôi rắn? Chú có con rắn giáo gần 3 cân, không biết mọi người có muốn ăn xôi rắn không? Thật là chú, ngon quá! Nhưng anh bạn nước ngoài có ăn được rắn không? Ý gò bạn cháu, cái gì nó cũng ăn được chú ạ. À. Chú có thể đem sang bếp nhà thờ làm thịt rắn cho bọn cháu xem được không ạ? À? Được, cháu về trước đi, cô chú sang ngay. Tài về, chỉ một lúc sau, cô chú đã mang rắn và gạo nếp sang. Chú Lộc còn mang theo một cút rượu quốc lùi rồi cắt tiết con rắn giáo vào đó. Chú cắt một vòng quanh cổ rắn và nhanh chóng lột ra con rắn. Chú mòi tìm con rắn rồi cho vào cốc rượu mạnh. Tìm con rắn vẫn còn đập trong cốc một lúc. Cô liền nhanh chóng đặt lên bếp nấu hai chõ sôi. Sao lại đặt những hai chõ sôi ạ? À? Chúng cháu không ăn nhiều thế đâu cô ạ. À? Cô đặt một chõ đổ xôi trắng để ăn với rắn, còn chõ thứ hai là xôi xéo để ngày mai các cháu mang ăn đi đường. Cô chú chủ đá quá cô chú tính tiền cho cháu gửi luôn ạ à. sao cháu nói vậy không có tiền nong gì cả cô chú như là con nuôi của ông nội cháu ngày xưa ông cháu còn sống cô chú thường xuyên sang đây sau này cô chú ít sang vì bố cháu già trưởng lắm lại hay khi người nghèo mẹ cháu là người tử tế còn tính bố cháu khó chịu lắm cháu không trả tiền nhưng cháu xin được biếu cô chú 200 đồng. Cô chú không nhận đâu, vì 200 đồng là nhiều lắm cháu à. Cô chú nhận hộ cháu đi, mai cháu đi nước ngoài rồi, không còn tiêu được tiền Việt đâu ạ. À. Vậy cô chú giữ hộ, rồi sau cô chú sẽ gửi cho mẹ cháu nhé. Không cần đâu ạ, à. cháu và Igor còn nhiều tiền Việt lắm. Cháu muốn nhờ cô Chuyển giúp cho mẹ cháu một cái thư với một nghìn đồng ạ. À. Thôi được, cô chú xin. Thư và tiền kia cô sẽ chuyển cho mẹ cháu. Cháu cảm ơn cô chú. Nhưng cô chú nhớ chỉ đưa cho mẹ cháu thôi ạ. À. Cô chú hiểu mà. Chú Lộc giới thiệu cách ăn sôi sắn và uống rượu máu rắn. Tài và Igor từ chối uống rượu cả hai đều khiếp vía với màu đỏ âu của máu rắn. Nhưng người lái xe và người dẫn đường thì hứng thú, uống hết cút rượu và cả cốc rượu với tìm con rắn. Ăn xong khoảng 10 giờ đêm, trời tối đen như mực, người dẫn đường và người lái xe đi ngủ ngay. Còn Tài và Igor cầm hai cái đèn pin đi thăm làng xóm về đêm. Tài kể cho Igor rất nhiều chuyện trong ngôi làng nhỏ của mình. Chuyện hấp dẫn nhất là chuyện con ma làng trình. Tài đưa ra nhiều chứng cứ là những người lạ đến đây thường hay gặp ma. Igor nhất định đòi đi trên con đường mà con ma hay đi. Tài dẫn Igor đi qua nghè, xuống khóe rồi quay lại đến cổng giếng ra thăm giếng khơi, nơi mà theo tin đồn con ma hay mất dạng tại đây. Đi cả tiếng đồng hồ mà chẳng được gặp con ma nào cả. Tài và Igor đành quay về nhà đi ngủ. Sáng mai dậy sớm, cả đoàn đi lạng sơn, qua cửa hữu nghị quan thuận tiện và nhanh chóng. Một chuyến đi thật bất vả, nhưng cũng có những trải nghiệm khó quên đối với Igor. Phần 11. Cuộc sống sinh viên. Sau 2 tháng rưỡi tập luyện, tham gia công vụ quan sát vùng trời Việt Nam trên máy bay, tài lại lao vào học tập, ôn thi miệt mài. Đúng là 6 năm 11 lần thi, một lần bảo vệ, còn gì là xuân. Phải học cả hai khoa, điện tử và chế tạo máy bay, nên từ sáng sớm tới tối mịt Tài hết học ở giảng đường này đến giảng đường khác, từ phòng thí nghiệm này đến phòng thí nghiệm khác. Bọn bạn học cùng ký túc xá với Tài, chúng nó ngoài học ra còn có thời gian để chơi đủ mọi thứ, chơi bốc cơ, chơi bridge, hát hò, nhảy nhót. Tài cũng muốn chơi, nhưng không có cách gì vì nhiều bài vở quá. Nó nghĩ, kiểu gì cũng phải thi chuẩn các môn bên khoa điện tử. Còn bên khoa chế tạo máy bay thì có thể để chậm hơn. Sinh viên học khuya, chơi khuya thường hay đói bụng, nhưng họ đều không có nhiều tiền. Chỉ có những anh chị nghiên cứu sinh là luôn luôn có tiền và mua nhiều thức ăn thôi, vì họ nhận được tiền học bổng cao gấp đôi sinh viên. Mới lại, họ là những người lớn tuổi, có gia đình nên biết chi tiêu hợp lý tài cũng có nhiều tiền, rất nhiều là đẳng khác, nhưng nó chưa bố trí được thời gian để đi nhận về. Hai tháng rưỡi đi công vụ của tài được trả tiền lương tương đương với 3 năm học bổng. Cứ sau 12 giờ đêm mới thấy bụng đói cồn cào. Tài cùng với mấy đứa ở trong căn hộ góp tiền tổ chức ăn uống chung. Đêm nào cũng đều tìm đồ ăn, ăn cho đỡ đói bữa ăn của họ khá đơn giản thường là cơm cá ngừ hun khói kho hành tây và bắp cải luộc những bữa ăn đơn giản như vậy cũng chỉ có ở đầu tháng thôi cuối tháng là hết tiền thì đành gặm mỗi bánh mì không lấy từ nhà ăn sinh viên về một dạo không hiểu tại sao tối nào tài cũng được bọn bạn nó cho ăn cơm ngon hôm thì có thịt gà hôm thì có thịt lợn cá chép. Ít thôi nhưng mà rất ngon. Và lạ nhất là không thấy đứa nào kêu gọi phải nộp thêm tiền. Một hôm, Tài thấy mấy anh chị nghiên cứu sinh kêu mất gạo, mất thịt trứng rau, thì Tài mới thấy sinh nghi. Nhà ký túc xá sinh viên, mỗi tầng chỉ có một khu bếp chung. Trong khu bếp đó, mỗi phòng được phân một ngăn tủ có khóa Mọi người nấu ăn xong, nồi niêu, bát đũa, đồ khô đều cho vào ngăn tủ của mình khóa lại. Còn các thức ăn nào cần phải để lạnh thì đã có một cái tủ lạnh chung của nhà bếp. Những bữa ăn chung, Tài được phân công nấu ăn vì nó không thích rửa bát và đi chợ. Thằng Ngọc dạo này rất tình tướng. Nó không nấu ăn, cũng không rửa bát, đi chợ. Vậy mà không thấy đứa nào ganh tị cả lạ thật tìm hiểu ra thì thằng ngọc nó có công đem thức ăn gạo thịt rau cá từ đâu về ấy một hôm thấy phòng anh phát anh vui kêu mất xong thịt kho tàu mà đêm hôm ấy tài lại được ăn đúng món thịt kho tàu lúc đó tài mới nghĩ ra rằng chắc lâu nay nó toàn được ăn các đồ ăn trộm một lần vô tình tài nhìn thấy thằng ngọc có đến mấy chục cái chìa khóa tủ bếp thì mới hiểu ra mọi chuyện tài gặp riêng thằng ngọc hỏi ngọc có phải thịt co tàu mình ăn bữa tối qua là của anh phát anh vui không mày nói linh tinh thịt nào mà chả giống thịt nào gạo nào mà chả giống gạo nào thôi mày đừng lấy của họ nữa tao lấy bao giờ chỉ cần thấy mày có đống chìa khóa tủ bếp kia là tao biết rồi. Chứng cứ đâu? Tao thấy được ăn ngon, lại không phải đóng tiền, thì đúng là mày lấy về rồi còn gì. Tao có lấy đâu? Đấy là tao chỉ phân chia lại thôi. Các ông nghiên cứu sinh lắm tiền nhiều của. Hình như lại còn buôn bán gì nữa. Lấy của họ một ít thì họ có nghèo đi đâu. Bé bé cái mộng thôi nhé. Thế sao Dạo này mày mang về ít thế. Có thể họ ngờ ngợ thấy thiếu thức ăn nên đã cảnh giác đem vào phòng rồi, còn ít người để lại trong tủ bếp lắm. Ngày tối hôm đó, anh vui chạy sồng sọc vào phòng tài lúc 12 giờ đêm. Tài hỏi: "Có chuyện gì thế anh?" Anh đang luộc một con gà trong bếp, quay về phòng có dăm ba phút, quay ra mà thằng phải gió nào nó đã cuỗm mất con gà rồi. Chỉ còn lại sông nước vẫn đang sôi ủng ủng. Chắc lại mấy thằng châu Phi nó lấy trộm chứ gì. Anh cũng nghi mấy thằng da đen lắm. Bọn này chỉ được cái chơi gái giỏi, học rốt, chắc đói ra lấy trộm rồi. Sau đó khoảng một giờ đêm thì thằng Ngọc gọi mấy đứa ra ăn thịt gà luộc. Con gà mới luộc chín tới bên trong vẫn còn hơi mỏng hồng. Nhưng cả hội vẫn ăn hết ngon lành, dù biết đó là đồ ăn trộm. Các bạn vừa nghe Hồng Lan đọc xong phần 11 của truyện dài Những đôi cánh thiên thần. Chúc các bạn vui khỏe và hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã like và chia sẻ cho kênh truyện Làng Quê. Mời các bạn bấm đăng ký và bật thông báo để đón xem những video tiếp theo thân ái chào tạm biệt